nên tôi lấy cái formula, xin formula được vào đây chế biến bằng viên để cho uống. Nếu mà các bác lớn tuổi uống không có kết quả, tôi không lấy tiền. Đi đo trở lại, uống thời gian 5-6 tháng đi đo lại mà không tăng, không giảm, không tăng cái độ mà xương thì chúng tôi trả tiền quý vị cho các bác công bằng. Và cái thứ hai nữa là cái vấn đề ngủ, như tôi nói vì Đông Mi nó có 3-4 triệu chứng mất ngủ, triệu chứng gọi là suy sẩm, chóng mặt, nhức đầu, ăn không được, ngủ không được, dùng cái blood tonic cho số 5. Nhớ quý vị nha. Mà cái ngủ không được do vấn đề gọi là nóng nảy trong người, đêm ra mồ hôi, tính tình hay bực dọc, nóng nảy, la lối, dễ gây gỗ, nó gia đình như cái địa ngục. Ông gia trưởng, như gia trưởng mà bị nóng nảy như thế, mà vì cái chứng như thế thì gia đình như cái địa ngục. Thì đo mà quả âm dương, âm thịnh dương suy, nóng nó vươn lên, nó làm cho khó ngủ là uống chai 34. Và cái khó ngủ này do bị stress, căng thẳng nhiều, vì dùng chai Herbal Sleeping chai 41 giúp giảm cái bớt stress, đi cái stress, nó làm cho chúng ta bớt phải những cái stress căng thẳng quá, nó dịu tinh thần xuống, làm chúng ta có giấc ngủ dễ hơn, khá hơn. 3-4 triệu chứng mất ngủ, quý vị liên lạc với tôi sẽ giúp cho quý vị, chứ để không biết chủng bệnh uống công tốn tiền tốn bạc lắm. Và cái cuối cùng tôi muốn nói cho quý vị, đồng nhất Heratamol tuyệt vời quý vị, mà nói tuyệt vời. Số 1, tôi đặt số 1 nghĩa là gì? Top sale của chúng tôi. Tất cả những người lớn tuổi hay tất cả những người hay bị đau nhức đau, nói chung cả một cái em bé đau bụng hành kinh quằn quại, nói chung từ trên đầu xuống tới con chân, mà nếu mà có vấn đề đau nhức quý vị yên tâm đi, nó dược thảo, nó làm cho thông khí huyết, thông kinh lạc thì nó giảm cái đau nhức của chúng ta. Nếu quý vị bị dùng cái đó trong 1-2 chai, 2-3 chai đầu tiên, mà các bác lớn tuổi mà cơn đau các bác không thuyên giảm, các bác ghi lại để cầm chai không, tôi trả tiền cho, không sao cả. Nên vấn đề cái số 1 chúng tôi Heratamol, nó có trên thị trường này cần 20 năm rồi quý vị, chứ không phải mới ra đâu. Một sản phẩm nó tồn tại 20 năm, gần 20 năm rồi quý vị biết nó thế nào. Nếu không có thì sáng âm thầm khai trương, chiều đóng cửa thôi quý vị. Và quý vị đừng có quên mùa nóng này hồi nách như vậy tuyệt vời, hồi nách đừng có quên quý vị nha, rất tuyệt vời. Xin kính chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị và bình an và hạnh phúc, hẹn quý vị vào kỳ tới.